Chào buổi sáng tất cả mọi người. Thời tiết đang chuyển sang mùa thu, mặt trời mới lên và nắng thì dịu nhẹ. Hôm nay Vân đi ra ngoài mua một chút đồ, tiện thể chia sẻ giới thiệu cho mọi người một cửa hàng có mặt khắp nơi trên nước Mỹ. Và nơi đây mọi món hàng chỉ bán với giá 1 đô la, tức là 1 đồng, tương ứng với 23.000 tiền Việt Nam. Đó là cửa hàng Dollar Tree. Vậy thì trong này bán những mặt hàng gì? Tại sao mọi người lại ưa chuộng đến như vậy và thường hay tới đây để mà mua sắm? Mời mọi người cùng Vân khám phá cái cửa hàng này nha. Và địa chỉ của cửa hàng mọi người sẽ coi ở phần thông tin tham khảo của video ha. Mùa thu thì những cái loại cây cỏ đa phần là sắc cam, sắc hồng, chuyển màu vàng vàng. Cho nên những cái món đồ trang trí nó cũng theo cái tông màu này để thêm phần sinh động và sặc sỡ hơn. Và cuối tháng 10 sẽ có một lễ hội Halloween, hay là gọi là lễ hội hóa trang. Người ta có thể hóa trang thành những cái nhân vật thật là ghê sợ, hoặc là một cái nhân vật nào đó hiền, miễn sao mình thay đổi cái diện mạo của mình trong ngày hôm đó. Và cái mùa này cũng là mùa của những trái bí. Người ta có thể trang trí trái bí trong ngôi nhà của mình, ở khu vườn của mình. Và những cái món đồ trong nhà bếp cũng có thể được hiện thực hóa với cái trái bí ở trên đó. Cực kỳ dễ thương và bắt mắt luôn. Ở nơi đây họ bán rất là nhiều món đồ liên quan đến Halloween, bằng gỗ nè, bằng xốp, bằng nhựa, rất là nhiều cái chất liệu khác nhau. Và mọi món hàng chỉ với giá 1 đô la mà thôi, cực kỳ rẻ để mà mình trang trí cho cái căn phòng hay nhà mình, hay là khu vườn, nó được có một không khí lạ hơn. Và ở Dollar Tree á, người ta thường nói là có những cái món hàng là mình nên mua ở đây để mà tiết kiệm, mà vẫn giữ được cái chất lượng và cái màu sắc đẹp. Đầu tiên nó phải là kể đến những cái món đồ để mà trang trí Halloween hay là Giáng sinh. Dù mọi người mua bất cứ thời gian nào trong năm thì giá vẫn không thay đổi. Ở đây có mấy con nhện bằng nhựa rất là dễ thương này. Và cái góc này người ta bán đồ trang trí Giáng sinh. Không phải chỉ có một góc này thôi đâu. Sau này khi mà qua lễ Halloween, người ta sẽ buôn bán tràn ngập cửa hàng luôn, tha hồ cho mọi người lựa chọn. Ở đây có bán những cái cây thông giả màu trắng này. Và kế đến, trong ngôi nhà của mình có thể treo những cái biển, hoặc biển bằng gỗ này. Họ trang trí với những cái hoa hướng dương, những trái bí màu sắc sặc sỡ, giống như để chào đón một mùa thu tới, một mùa vụ tới. Cái này mình có thể treo trong nhà, ở trong khu vườn thì đều đẹp và đều sinh động hết. Những cái ngôn từ, những cái câu chữ cũng mang một cái ý nghĩa riêng. Một cái biển gỗ như thế này mà chỉ có giá 23.000 đồng thì cực kỳ rẻ luôn đó mọi người. Mà nhìn cũng rất là chắc chắn. Họ còn bán cả hoa dạ nữa, thì tùy vào loại hoa hay là trái dạ thì một bó như vậy có khoảng 4 đến 5 bông. Mình mua về mình bỏ vào trong bình hoa nè, hay là mình để một cái góc phòng nào đó để thêm sinh động cho căn phòng của mình. Thứ hai mà mình nên mua ở đây đó chính là những cái bức thiệp Giáng sinh, thiệp sinh nhật hay là thiệp để mà gửi lời cảm ơn. Giá chỉ có 1 đô la cho một bức thiệp, và có loại là 1 đô la được tới 2 bức thiệp lận. Vân đã từng mua thiệp ở đây rất nhiều lần rồi. Thiệp rất là đẹp, chất lượng, hình ảnh á, không kém gì những cái thiệp mà 5-6 đô la đâu mọi người. Vậy thì tại sao mình cần chi mà phải bỏ ra 5-6 đô la lận? Mình chỉ cần bỏ 1 đô la thôi, vẫn được có bức thiệp đẹp mà ghi vào trong đó những lời chúc chân thành nhất tới bạn bè, người thân và gia đình của mình. Ở đây nhiều thiệp tha hồ cho mọi người lựa chọn luôn. Thiệp gì cũng có hết, màu sắc đa dạng, hình ảnh thì sinh động lắm.
Cuối tuần hay là dịp lễ, mọi người thường quây quần bên nhau tổ chức những bữa tiệc nhỏ. Vậy thì làm sao để tiết kiệm được khoảng thời gian cho việc dọn dẹp và rửa chén? Ở đây họ có bán tất cả muỗng, nĩa, chén, tô bằng nhựa. Mình sử dụng xong thì mình có thể bỏ đi. Tiết kiệm được thời gian và tiện lợi cho mọi người. Và ở đây họ bán rất là nhiều đồ để mà trang trí cho bữa tiệc nữa. Và tùy từng thời điểm người ta tổ chức tiệc sẽ có những cái chủ đề như sinh nhật, Halloween, Giáng sinh, mùa thu, Thanksgiving. Thì trên bàn ăn của mình sẽ rất sinh động bởi những cái bộ chén dĩa theo chủ đề này. Ở đây họ có bán cả ly thủy tinh có in chữ nữa, 1 đồng một cái. Và dĩ nhiên trong những bữa tiệc thì không thể nào mà thiếu bong bóng trang trí hay là những chiếc nón có thu rua. Và sinh nhật mình cũng sẽ có thể mua nến cây, nến số ở đây rất đa dạng về mẫu mã và màu sắc cho mọi người lựa chọn luôn. Quà thì mình phải có những cái nơ, những cái hoa hoặc là giấy gói quà thật là đẹp, bắt mắt mà giá cả phải chăng thì ở đây là một lựa chọn đúng đắn cho mọi người. Ở đây họ bán cả những cái hộp để mà đựng quà này, xong rồi những cái túi để mà đựng quà nữa, mà to cũng có, nhỏ cũng có, sặc sỡ đẹp lắm. Và chỉ có 1 đồng một giỏ thôi. Và thường thì người ta sẽ quan tâm đến món quà hơn là cái túi đựng quà. Vậy thì mình nên chọn mua túi quà ở trong đây là hợp lý rồi. Nên mua ở đây đó chính là đồ chơi cho trẻ em. Có đồ chơi cho bé trai, bé gái. Chất liệu thì từ nhựa, xốp và vải. Màu sắc ấy thì bắt mắt. Và ở đây có rất là nhiều loại như là búp bê, ngôi nhà hay là đồ chơi dành cho bé làm bác sĩ, y tá. Cực kỳ đa dạng luôn. Và Vân đã từng mua ở đây một số cái xe hơi nhỏ nhỏ cho bé ở nhà chơi rồi. Vân thấy chất lượng cũng khá là ổn định. Nếu mà mình dẫn bé vô đây, bé có thể mua rất nhiều món đồ. Nhưng với giá cả chỉ có 1 đồng một món thì bé sẽ được lựa chọn rất là nhiều thứ mà bé thích. Mọi người cùng xem qua và tham khảo ha. Thiệu một số gian hàng khác trong cửa hàng này, họ bán đó là những cái cuộn len để mình đan áo, đan khăn hoặc là mình làm đồ trang trí, những cái sticker cũng có, những cái biển hiệu bằng gỗ để mình treo ở trong nhà. Và họ bán các cái lọ sơn để mà mình học vẽ, cho các bé học vẽ hay sao đó. Và họ bán rất là nhiều những cái quyển sách tô màu nè. Và phía cuối của cửa hàng là người ta bán những cái cuộn giấy vệ sinh nè. Xong rồi trong này họ bán nhiều cái loại sản phẩm nhựa như là sọt đồ, rổ hay là chậu hay là những cái hộp nhựa để mà mình dùng để bảo quản, đựng thức ăn.
Mình có thể mua móc quần áo nhựa hay là móc quần áo bằng nhung ở trong đây luôn. Tuy cửa hàng nhỏ nhưng mà chứa rất là nhiều loại đồ khác nhau và loại nào cũng có số lượng nhiều để cho mà mình tha hồ mình mua luôn á. Trong mấy cái tủ này người ta bán một số loại kem hoặc là một vài loại thức ăn mà mình cần phải giữ lạnh. Mấy cái tủ này thì là họ đang bảo trì rồi. Trong đây họ bán cả những cái loại thức uống từ trái cây như nho, lựu, những loại nước giải khát. Các loại bánh từ sô-cô-la hay là kem cũng có luôn. Và dành cho các chị em đây mình có gương lược, thun cột tóc, băng đô cài đầu hay là có cả tạp dề để cho bé lúc mà ăn cơm nữa. Ở đây họ bán cả vớ chân cho cả người lớn, trẻ em, bé trai, bé gái đều có đầy đủ hết. Trong bữa ăn thì mình thường hay ăn những cái món đồ mà được ngâm chua. Ở đây họ cũng có bán các loại sốt, những loại gia vị, mù tạt xanh, mù tạt vàng. Họ bán cả nui hoặc là những cái loại như cái sốt cà chua để mình làm món mì Ý, spaghetti hay là pasta gì đó đều có luôn. Phía bên đây họ bán mì tôm, mì gói, những cái loại trái cây hoặc là bắp đóng hộp này, những cái thịt nguội, spam hay là pate gì đó. Ở trong này họ bày bán rất là nhiều. Và đặc biệt hơn đó là ở đây họ bán cả đồ bếp nữa mọi người. Tức là cái bao tay làm bếp nè, những cái vợt, rồi lưới hay là sao đó. Nói chung đồ bếp mà có một đồng một món ấy thì cực kỳ rẻ luôn. Có khăn tay làm bếp luôn. Với cái tình hình vật giá càng ngày càng tăng leo thang thì vô trong cửa hàng này là một lựa chọn đúng đắn luôn. Một món hàng cũng chỉ có $1 thôi. Có nước rửa chén nè, những cái loại dùng để mình tẩy rửa, vệ sinh nhà cửa. Trong này họ bán bao tay, rồi búi rửa chén, chổi quét nhà. Những cái sáp thơm để ở trong nhà tắm hay là trong căn phòng á, ở Việt Nam Vân nhớ là mua cũng khoảng 30 mấy 40 ngàn cho một hộp, ở đây chỉ có 1 đồng, giá cực kỳ tốt ha. Đây là sản phẩm dành cho các chị em như lông mi giả nè, những cái loại mà nhíp rồi kềm bấm. Trong này họ bán cả những cái phấn mắt này, xà bông gội đầu, xà bông rửa tay, xà bông tắm. Hmm.
Và khi mà Vân đứng ở cái khu vực này á, Vân cảm nhận rất là rõ mùi hương thơm của một số loại nến, mà nến thơm mà mình hay đốt lên mình trong những cái bữa tiệc ban tối á mọi người. Cực kỳ thơm luôn. Và đây là những cái gói thơm từ hương muối biển hay là lavender. Đây là những cái túi mà để trang trí như là hoa khô, rồi vỏ sò này. Và đây là nơi mà tỏa ra hương thơm Vân nói nãy giờ đây. Có từng loại vị nến nhỏ nhỏ cũng có, từng hũ thủy tinh cũng có. Hương thơm từ quế, táo, cam, chanh, lavender, tức là hoa oải hương á mọi người. Rất là nhiều mẫu mã luôn. Và Vân cũng đã mua cho mình một cái lọ sáp thơm từ hương chanh và dừa mọi người. Ở đây họ bán những cái loại hoa để mà mình tự cắm mình trang trí này. Và nếu như ai ăn vặt thì không thể bỏ qua cái gian hàng này, đó là những cái loại khoai tây mà gọi là chips á mọi người. Khoai tây có đủ hương vị luôn, và những cái snack mà từ cheese, phô mai, rồi các loại như là bắp. Ở đây tha hồ mà lựa chọn luôn. Ở trong đây có nhiều loại kẹo khác nhau luôn, mà trong cái lễ hội hóa trang sắp tới thì mọi người sẽ thường hay chuẩn bị sẵn kẹo để cho những cái đứa bé tới nhà gõ cửa và mình phát kẹo cho nó. Bánh quy hay là bánh honey pun ở trong này cũng có. Bán nhiều loại ly thủy tinh, màu sắc, kiểu dáng đẹp. Ly cao có, ly thấp có, bầu tròn, dài đều có hết luôn. Và khi đi những cái cửa hàng khác á, những cái ly thủy tinh như vậy mình phải mua tới ít nhất là cũng 3 đến 4 đồng. Trong này thì chỉ có 1 đồng một cái thôi. Giá cả rất là phải chăng luôn. Những cái khay bằng nhôm này á, người ta thường đựng đồ ăn nè, để mình tới cửa hàng mình mua để mà gọi là food to go, mình mua để mang đi, hay là những cái bữa tiệc trong gia đình thay vì mình bày ra chén tô á, thì phải rửa, thì họ để ở trong này thì sẽ tiện hơn. Ở đây là những cái đồ để mà mình bọc thực phẩm nè, những cái giấy mà gọi là giấy nhôm để mà mình trong lúc mình quá trình mình nấu nướng chế biến á. Và cái món đồ thứ sáu mà người ta khuyên nên mua ở đây đó là những cái ly sứ mà chỉ có 1 đồng thôi, kiểu dáng màu sắc hoa văn rất là ấn tượng và bắt mắt. Tiếp theo đồ dùng mà mình nên mua ở trong cửa hàng này đó chính là những vật dụng liên quan đến văn phòng phẩm. Trong đây họ bán có gọt bút chì, phấn màu, nam châm, thước kẻ,
bút chì, bút bi, cục tẩy, và bán nhiều loại sổ để mà mình ghi chép này, hay là những cái giấy để mà mình viết ghi chú. Một vỉ bút trong này á có độ chục cây, mà tính ra có $1 thì cực kỳ rẻ luôn. Và bây giờ Vân đang chọn cho mình một quyển sổ thật đẹp đây. Bây giờ Vân đã tính tiền cho những cái món hàng Vân mua rồi, và Vân tranh thủ quay lại những cái gian hàng bán đồ trang trí mà hồi nãy mình chưa có quay á. Thì đa phần chủ yếu bây giờ người ta đang là hướng tới lễ Halloween á, cho nên trái bí nè, những cái vật dụng hay là đồ dùng có liên quan, có hình ảnh của trái bí á, người ta bày bán ở ngay cửa ra vào rất là nhiều luôn. Và những cái chia sẻ của Vân, những giới thiệu của Vân, hy vọng là những thông tin hữu ích để cho mọi người tham khảo khi tới Dollar Tree này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Vân nha. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Bye bye.